Chiều hướng khung nhìn chính là một thành phần rất quan trọng trong quá trình chúng ta mô hình các đối tượng trong phần mềm 3D Max, bởi vì nhờ điều hướng khung nhìn chúng ta cũng có thể thu phóng đối tượng, zoom đối tượng, pan đối tượng, có nghĩa là chúng ta đẩy đối tượng qua bên này, chúng ta có thể xoay đối tượng để chúng ta quan sát đối tượng từ mọi góc cạnh. Thì ngay bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta sẽ làm chủ cái công cụ điều hướng khung nhìn như thế nào. Thì các bạn chú ý rằng ở bên góc phải bên dưới cùng chính là cái vị trí này, chúng ta có một cái thành phần rất nhiều các lệnh nhỏ ở đây, nó sẽ giúp chúng ta điều hướng khung nhìn. Thì trước khi cập nhật các cái thành phần này thì tôi phải giới thiệu các bạn các cái phím tắt để chúng ta điều hướng khung nhìn như sau. Trên con chuột, trỏ chuột chúng ta, các bạn thấy có bánh xe. Nếu mà các bạn lăn bánh xe thì các bạn đang zoom đối tượng, zoom lên zoom xuống, thu phóng đối tượng. Nếu mà các bạn ấn chặt cái biểu tượng bánh xe đó, ghi chặt xuống, chúng ta biến thành bàn tay để chúng ta đẩy đối tượng qua đẩy đối tượng lại. Các bạn đang đẩy đối tượng, đang ghi chặt cái bánh xe, các bạn nhấn thêm tổ hợp phím Alt+ ở trên bàn phím, chúng ta có thể xoay đối tượng. Xoay để nhìn lên trên, nhìn xuống dưới, nhìn xung quanh, để quan sát 360 độ của đối tượng này. Thì đó là những cái thành phần phím tắt mà liên quan đến các đối tượng. Giả sử các bạn zoom nó nhỏ quá, chúng ta dùng cái bánh xe chúng ta lăn nhỏ lại. Các bạn chỉ cần nhấn phím Z trên bàn phím là chúng ta có thể zoom gần đối tượng lại. Nó sẽ tự động zoom đối tượng lại gần sát màn hình, nó căn sao cho vào giữa để chúng ta quan sát dễ nhất. Còn nếu như các bạn chọn một đối tượng, bây giờ tôi giả thiết tôi chọn đối tượng này, tôi nhấn phím Z thì nó sẽ zoom gần đối tượng đó. Còn nếu như các bạn chọn chuột trái ra cái vùng trống bên ngoài này, chúng ta nhấn phím Z thì nó sẽ zoom gần tất cả các đối tượng. Có nghĩa là các bạn chọn đối tượng nào, các bạn nhấn phím Z thì nó sẽ zoom gần đối tượng đó, còn không chọn nó sẽ zoom tất cả các đối tượng lại. Sau đó các bạn quan sát được. Ngoài ra chúng ta còn cái công cụ xoay ở đây, nó là thành phần gọi là Orbit. Ở đây nó có cái hộp thoại. Giả sử ở đây nó báo tôi là trên này là một top, tôi bấm vào cái biểu tượng trên này thì nó cho chúng ta nhìn trên xuống. Thì đây là mặt nhìn từ trước vào, gọi là mặt F Front. Chúng ta bấm vào đây, nhìn từ đằng trước. Đây là cách chúng ta quản lý các cái vùng nhìn ở trong 3D Max dựa vào cái hộp thoại này. Nếu mà các bạn về phối cảnh, các bạn bấm hình ngôi nhà này, chúng ta sẽ về phối cảnh mặc định khi 3D Max cung cấp cho chúng ta. Các bạn chú ý khi mà chúng ta muốn truy xuất một mặt nào đó một cách nhanh chóng, thì ngoài thành phần tôi giới thiệu ở đây ra, chúng ta còn có chuột trái bấm vào đây. Các bạn sẽ thấy là chúng ta có các cái mặt như sau. Perfecti là P, chính là phím tắt của nó. Orthographic, hình chiếu trục đo. U là phím tắt của nó. Top là T. Bottom, nhìn từ dưới lên, là B. Font, nhìn từ trước vào, là F. Mặt sau, mặt bên trái qua là left, ký tự là L. Và mặt từ bên phải qua. Tôi có thể cùng các bạn thao tác như sau. Các bạn chú ý rằng ở đây chúng ta đang là phối cảnh. Bây giờ tôi muốn nhìn từ mặt trước vào, tức là mặt font, thì các bạn phải nghĩ ngay đến ký tự đầu tiên của nó, chính là phím F. Một là tôi bấm vào đây, hai là tôi sẽ nhấn trực tiếp trên cái bàn phím của chúng ta. Các bạn lần lượt nhấn phím F. Thì chúng ta đang nhìn từ mặt trước vào. Ở đây báo là font này. Sau khi F xong, các bạn nhấn phím Z để nó zoom gần lại. Hoặc là chúng ta bắt đầu nhấn phím left. Xin lỗi các bạn, không phải phím left mà là cái phím L để chúng ta nhìn từ bên trái qua. Các bạn chú ý đây là chúng ta đang nhìn từ trước. Bây giờ tôi nhấn phím L trên bàn phím thì ở đây biến thành cái mặt left nhìn từ trái qua. Nó bị khuất, các bạn nhấn thêm phím Z nữa để nó zoom gần đối tượng chúng ta lại. Thì đó là cách chúng ta quản lý các đối tượng. Giả sử tôi muốn nhìn từ mặt bằng, tôi nhấn phím T. Test. Còn đâu bây giờ tôi lại muốn về phối cảnh, tôi nhấn phím P, Z. Thì rõ ràng đây báo Perfecti, nhưng mà chúng ta vẫn như kiểu nhìn từ mặt bằng. Các bạn bấm thêm cái con trỏ vào cái hình ngôi nhà này để chúng ta về cái phối cảnh gốc. Và các bạn ghi chặt cái bánh xe, ấn chặt xuống để thành cái bàn tay để chúng ta kéo đẩy đối tượng. Để phóng to hoặc thu nhỏ một đối tượng trong phần mềm 3D Max khi mà dùng biểu tượng góc phải bên dưới, tức là cái vùng điều hướng khung nhìn bên dưới này, các bạn làm như sau. Chúng ta chọn cái lệnh zoom đầu tiên. Lệnh zoom đầu tiên này có ý nghĩa như sau: các bạn zoom gần đối tượng nào hay gần vị trí nào thì nó sẽ thu phóng gần vị trí đó cho các bạn. Ở đây tôi ví dụ, tôi chọn lệnh zoom. Chúng ta đưa con trỏ chuột vào phần chân bàn, nhấn chặt chuột trái đẩy lên hay đẩy xuống thì cái chân bàn này nó sẽ tự động thu phóng to nhỏ cho chúng ta. Hay là phần bóng đèn. Thì đó là ý nghĩa của thành phần zoom đầu tiên. Ngay bên cạnh nó là một cái thành phần zoom on.
Bây giờ tôi chọn zoom on, tôi trỏ chuột trái vào gần cái chân bàn tôi zoom. Thì bạn thấy rằng nó không phóng to trên bàn nữa, mà nó chỉ zoom vào thành phần giữa cái màn hình của chúng ta mà thôi. Giả sử tôi chọn một cái bóng đèn tôi zoom, thì vẫn là cái thành phần ở giữa, nó sẽ zoom ở giữa thôi. Có nghĩa rằng thành phần này nó chỉ zoom ở vị trí trọng tâm của cái vùng giao diện của chúng ta. Tóm lại nó zoom từ giữa. Và các bạn chọn vị trí nào trên màn hình thì nó vẫn zoom như thế. Đây là thành phần zoom thứ hai. Công cụ zoom thứ ba, tức là công cụ thu phóng thứ ba. Ở đây chúng ta là công cụ zoom extend, tức là nó sẽ gom tất cả các đối tượng trên cái màn hình hiển thị chúng ta, sao chúng ta nhìn thấy nó. Ở đây các bạn chú ý rằng cái bàn chúng ta đang thiếu phần chân, cái đèn chúng ta đang thiếu cái phần cái đỉnh đèn. Nếu tôi bấm vào đây thì lập tức các đối tượng này nó sẽ zoom lại hết cho chúng ta nhìn. Trong cái thư mục con của cái lệnh zoom này, các bạn nhấn chặt chuột trái, chúng ta có thành phần zoom extend selected, tức là zoom gần đối tượng được chọn. Ví dụ tôi chọn một cái đối tượng, ví dụ tôi chọn cái đèn này, tôi bấm vào thành phần zoom extend selected thì nó chỉ zoom gần cái đối tượng đèn chúng ta thôi, tức là phóng to gần đối tượng đèn. Còn nếu tôi nhấn chặt chuột trái, tôi chọn thành phần bên trên zoom extend all selected thì tất cả đối tượng, cả cái phần bàn chân bàn đã khuất, thì phần mềm sẽ tự động thu nhỏ lại sao cho chúng ta nhìn thấy cả bàn và đèn. Bên cạnh chúng ta có zoom extend all selected. Nếu mà muốn sự hiển thị của cái đối tượng này, các bạn nhấn tổ hợp phím Alt Tab kép hoặc bấm biểu tượng góc dưới góc này, chúng ta về bốn vùng nhìn. Ở đây các bạn chú ý chúng ta đang phần perfect phối cảnh và chúng ta chỉ nhìn thấy cái bàn và cái đèn thôi. Nếu như tôi bấm vào thành phần zoom on extend selected, tức là zoom gần tất cả các đối tượng tôi đang chọn, ở đây là cái đèn, thì lập tức trên bốn vùng nhìn này nó sẽ đều đều zoom gần hết lại cho chúng ta quan sát. Tôi bấm thì bốn vùng nhìn và đối tượng tôi đang chọn là cái đèn nó sẽ zoom lại hết cho chúng ta. Vừa rồi nếu tôi bấm vào đây thì nó chỉ hiển thị trên cái vùng nhìn chúng tôi quản lý ở đây là cái vùng perfect giới hạn bởi cái khung màu vàng. Còn nếu tôi bấm vào đây thì cả bốn vùng nhìn này nó sẽ cập nhật cho chúng ta. Vì vậy khi mà chúng ta muốn cập nhật bốn khung nhìn, chúng ta dùng cái chế độ zoom ở bên góc phải ngoài cùng này. Ngoài ra chúng ta nhấn chặt chuột trái còn có cái sự hiển thị của lệnh zoom on extend, tức là những phần cái bàn nó thiếu chúng ta chưa nhìn thấy, chúng ta chọn cái thành phần thứ hai bằng cách chuột trái nhấn chặt vào thì bây giờ nó sẽ zoom tất cả trên bốn vùng nhìn, cả bàn cả đèn để chúng ta thấy. Đó là ý nghĩa của thành phần zoom on extend. Zoom region tức là zoom phóng to cái vị trí nào đó chúng ta ấn định. Tôi chọn thành phần zoom region và chúng ta kéo một cái cửa sổ nhỏ nhỏ để zoom lớn cái vị trí cái đèn này, nó sẽ zoom lớn cho chúng ta, hay là trên một cái mặt khác cũng được. Chúng ta chọn vị trí, giả sử tôi zoom cái bàn này kéo. Còn đâu nếu mà các bạn muốn zoom lại tất cả, chúng ta dùng cái zoom on extend này. Bây giờ chúng ta lần lượt nhấn cái tổ hợp phím Alt Tab kép để cùng nhau về một cái vùng nhìn thôi, hoặc là các bạn nhấn biểu tượng ở góc bên phải dưới cùng này, chúng ta sẽ phóng lớn vùng nhìn lên. Bên cạnh zoom region chúng ta có cái bàn tay để chúng ta xô đẩy cái đối tượng này qua trái qua phải lên trên hoặc xuống dưới, hoặc là một cái vị trí nào đó mà chúng ta cảm thấy ưng ý khi mà chúng ta mô hình cái đối tượng này. Ngay cạnh bàn tay chúng ta có cái thành phần orbit. Orbit giúp chúng ta xoay đối tượng để chúng ta quan sát. Ở đây chúng ta có thể bấm vào vị trí giữa, chúng ta xoay. Xoay đối tượng 360 độ để chúng ta quan sát từng chi tiết một. Trên này chúng ta có cái thành phần xoay theo cái trục, chúng ta xoay từ trên xuống dưới. Từ trái qua phải hoặc từ phải qua trái. Đó là thành phần xoay gọi là slope check. Ngoài ra chúng ta nhấn chặt chuột trái, chúng ta có một cái lệnh xoay tiếp theo. Chúng ta có lệnh xoay gọi là orbit selected. Nếu mà dùng lệnh này, chúng ta chọn đối tượng. Giả sử tôi chọn đối tượng là cái đèn này, thì cái pivot của nó, cái vị trí, cái trục XYZ nó đây. Chúng ta chọn lệnh xoay này, nó xoay xung quanh cái vị trí pivot của cái đèn, tức là xoay xung quanh cái góc tọa độ của ba cái trục này. Nếu mà chọn vị trí xoay trên cùng
Trên này là orbit. Nó sẽ xoay quanh cái trung điểm hay là trọng tâm của cái đường tròn này. Tôi bắt đầu xoay lại bằng cái vị trí selected. Thì bây giờ chúng ta xoay nó bị khác rồi. Xoay quanh cái đèn. Đó là sự khác nhau giữa các kiểu xoay. Để kết thúc lệnh, các bạn có thể chuột phải ra cái vị trí ngoài màn hình này. Còn biểu tượng góc phải bên dưới cùng đồng nghĩa với phím Alt+W để chúng ta thu phóng vùng nhìn, một vùng nhìn hoặc quản lý bốn vùng nhìn.